Thưa quý vị, sáng nay ngày 14 tháng 4, Thành ủy Đà Nẵng tổ chức hội nghị lần thứ 7 mở rộng nhằm đánh giá tình hình công tác quý 1 năm 2022 và triển khai nhiệm vụ thời gian tới, đồng thời đánh giá một năm thực hiện chỉ thị số 04 ngày 8 tháng 1 năm 2021 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường công tác quản lý đảng viên và nâng cao chất lượng đảng viên trong tình hình mới. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh đồng chủ trì hội nghị. Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh, đây là hội nghị có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong bối cảnh thành phố đang nỗ lực thực hiện chủ đề công tác năm 2022, năm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh và phục hồi phát triển kinh tế xã hội. Theo đánh giá, trên cơ sở đà khôi phục những tháng cuối năm 2021, quý 1 năm 2022, tình hình kinh tế xã hội thành phố tiếp tục có những chuyển biến khả quan trên một số lĩnh vực. Thu ngân sách tính đến ngày 13 tháng 4 đạt hơn 7.600 tỷ đồng, sắp xỉ 40% dự toán. Hoạt động xuất nhập khẩu tiếp tục giữ đà tăng trưởng tốt. Các công trình dự án động lực cơ bản bảo đảm tiến độ. Nhiều dự án quan trọng đã hoàn thành đưa vào hoạt động. Hoạt động dịch vụ, du lịch dần sôi động trở lại. Đặc biệt trong dịp lễ giỗ tổ Hùng Vương vừa qua, thành phố đón gần 78.000 lượt khách. Cùng với đó, công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị ngày càng đi vào chiều sâu. Hội nghị đã nghiêm túc tập trung thảo luận, đánh giá, phân tích nhằm đề ra những giải pháp sát, trúng và đúng thực tế để kịp thời chấn chỉnh, khắc phục, tạo đà phục hồi cho những quý tiếp theo. Ban cán sự đảng cũng như ủy ban thành phố rất cầu thị trong lắng nghe những cái góp ý, những kiến nghị, những cái đề xuất, kể cả những cái phản ánh của các sở ban ngành, của các cơ quan đến các sở ban ngành, đến ủy ban thành phố trong công tác điều hành, lãnh đạo, chỉ đạo. Và yêu cầu giám đốc các sở, chủ tịch các quận huyện, giám đốc các ban xây dựng, các công trình và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc ủy ban thành phố nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu, chủ động triển khai trong phối hợp, trong tham mưu và chịu trách nhiệm trong công tác đề xuất cũng như nhiệm vụ mà được ủy ban thành phố giao. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh, thực tiễn đang tiếp tục đặt ra nhiều khó khăn và thách thức, đòi hỏi các cấp ủy chính quyền các cấp phải quyết tâm, nỗ lực nhiều hơn để hoàn thành các nhiệm vụ đã đề ra. Trong đó, cần đặc biệt quan tâm đến công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị, tiếp tục tăng cường chỉ đạo tổ chức thực hiện và kiểm tra thực tế ở cơ sở để giải quyết kịp thời khó khăn, vướng mắc trên các lĩnh vực. Đề nghị các cơ quan tham mưu giúp việc Thành ủy, các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể tập trung rà soát và triển khai có hiệu quả các cái giải pháp để đảm bảo thực hiện hiệu quả các cái chỉ tiêu đã đề ra trong nghị quyết. Cấp ủy các cấp tiến hành rà soát và tổng hợp các cái mô hình cách làm hay, đánh giá được những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị để báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy xem xét cho ý kiến trong tháng 5. Về nhóm nhiệm vụ thứ hai mà chúng ta cần phải tập trung thực hiện, đó là triển khai hiệu quả kế hoạch phòng chống dịch COVID-19 với quan điểm xác định công tác phòng chống dịch là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài và đặc biệt quan trọng, chuẩn bị tốt các kịch bản, điều kiện để sẵn sàng khi phát sinh các biến chủng mới, phải thực hiện quyết liệt các cái biện pháp về giải ngân vốn đầu tư công. Có một nhiệm vụ rất là quan trọng mà chúng ta cần phải hoàn thành cho nó đúng yêu cầu, đó là cái việc quy hoạch thành phố giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2050, và dự kiến sẽ báo cáo cho Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố trong tháng 5 này để kịp trình cho Hội đồng Nhân dân và báo cáo cho Thủ tướng vào tháng 6. Trong thời gian làm việc một ngày, hội nghị đã thông qua nhiều nội dung quan trọng như sửa đổi bổ sung một số điều quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, bổ sung sửa đổi chương trình hành động số 0108 của Thành ủy và thông qua hai đề án một số giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển thành phố nhanh bền vững đến năm 2025 và những năm tiếp theo, và đề án một số cơ chế chính sách đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý và thu hút, trọng dụng người có tài năng công tác trong khu vực công của thành phố Đà Nẵng đến năm 2030. Dịp này, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã tặng bằng khen cho 3 đảng bộ cấp trên cơ sở, 1 đảng bộ cơ sở trực thuộc Thành ủy và 4 tập thể lãnh đạo quản lý đạt tiêu chuẩn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021.